Tối ngày 21 tháng 9, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, đã diễn ra buổi biểu diễn thiện nguyện anh em kết đoàn của hai nam ca sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng rất sôi nổi. Với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả có mặt trực tiếp, cùng hàng chục vạn khán giả theo dõi qua các nền tảng mạng xã hội được phát trực tiếp. Do đây là buổi biểu diễn nhằm huy động sự đóng góp hỗ trợ cho người dân đang gặp bão lũ, nên mục tiêu lớn nhất vẫn là huy động từ thiện, bán đấu giá đồ vật, quà tặng để có được kinh phí ủng hộ cho người dân trong vùng thiên tai bão lũ vừa qua. Trong đêm diễn ra live show anh em kết đoàn của bộ đôi ca sĩ này thời tiết mưa gió, nhưng không vì thế mà khiến buổi biểu diễn giảm nhiệt. Bởi cả người biểu diễn và các khán giả đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đều hướng về người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Xe lẫn những ca khúc là những màn bán hàng đấu giá sôi động. Nhiều khán giả hồ hởi đưa ra những mức giá rất cạnh tranh. Tất cả số tiền đấu giá này đều được ủng hộ giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Ước tính, đêm nhạc anh em kết đoàn của ca sĩ Duy Mạnh, Tuấn Hưng, Tại Tam Đảo đêm ngày 21 tháng 9 năm 2024 thu được số tiền hàng tỷ đồng để ủng hộ cho người dân vùng thiên tai bão lũ.